Chào các bạn nha. Có nhiều bạn hay hỏi mình cái cục này làm sao, mua ở đâu, làm sao có cục này. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn nha. Mình mua ra tiệm mình mua cục lưu, nó như thế này. Sau khi mua cục lưu về mình gắn vô cái máy mài của mình á. Sau khi gắn xong á, các bạn mở mài xuống cho năng á, mài xuống cho năng. Mài xuống, mài cho cái đầu nó nhỏ lại xíu thôi, là mình dán với nhám vô mình sử dụng thôi ha. Đơn giản, rất đơn giản phải không các bạn? Đó. Mình mài cho nó nhỏ lại rồi mình dán với nhám vô, giải nhám á. Giấy nhám mà mình mua là nhám 180 các bạn, nhám 180 cái này nó bán mét có mấy ngàn à, rẻ mét 7-8 ngàn. Mình cắt đi, mình cắt ra miếng này, cắt ra khoảng xíu gì thôi đó, rồi mình dán vô. Dán vô 502 vô nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn nha. Nay mình thông báo cái event nha. Event Tết nè. Là các bạn dự đoán sổ số kết quả của đài thành phố Hồ Chí Minh mở vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, tức là vào ngày thứ bảy. Dự đoán hai số đầu của đài sổ số thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn nào đoán chính xác nhất, đoán trúng số đầu của sổ số á, thì sẽ được một bộ ba kim tự tháp. Cái giải thứ hai, giải nhì là đoán gần đúng với lại kết quả sổ số. Đó là sát gần đúng nhất thì sẽ được hai cây ná lệch ha. Giải nhì là hai cây ná lệch. Giải ba là một cây ná chữ y của mu ha, có ba giải. Đợt này mình chơi lớn luôn nha, mình sẽ tặng thêm cho các bạn mỗi một phần quà, như vậy là sẽ kèm theo năm bộ thung của mình nha. Giải nhất đó, mình sẽ tặng thêm một cây ná có khắc tên trên này kèm với năm bộ thung ha, kèm theo
À, phần quà quá khủng luôn nha. Ba cây kim tự tháp cộng với một cây này. À, và 5 bộ thun để các bạn trải nghiệm ha. Cái này là mấy cái loại này thì chặt tự nhiên nha các bạn. Các bạn có thể dùng đi săn rất ok. Chặt tự nhiên có khắc tên của mình luôn nha. Để kỷ niệm cho các bạn thôi ha. Còn những cái vạt này á nó hơi khó dùng á. Nếu các bạn không quen sẽ bắn rất khó bắn ha. Các bạn có thể trưng làm kỷ niệm nha. Đó. Giải nhì cũng vậy nha, là phần quà là cặp ná lợt và khuyến mãi thêm một cái ná có khắc tên của mình nữa nha. À, cũng lệnh luôn hả. À, ná này cũng lệnh luôn, cây này cũng lệnh lệnh chặt tự nhiên nha. Chặt tự nhiên là phần quà của giải nhì, tức là ba cây này và 5 bộ thun, ok chưa? À, là giải ba là một cây gỗ mun đó, tặng thêm cho các bạn một cây ná có khắc tên của mình luôn ha, để làm kỷ niệm nha. Đó, thì cái giải ba này á, là cho bạn nào đón gần đúng thứ ba ha. Đó, bạn nào đón chính xác thì được giải nhất, đón gần đúng thứ hai thì được giải nhì, đón gần đúng thứ ba thì sẽ được cái giải ba này ha. Vì là một cái cuộc chơi lớn cho nên mình cũng có yêu cầu ha. Vì cái event lần trước á cũng có bạn trúng, nhưng mà bạn ấy quên đăng ký cho nên là đã không có hợp lệ, cho nên mình đã không trao thưởng ha. Thì lần này các bạn phải rút kinh nghiệm nha, phải đăng ký kênh nha. Yêu cầu của mình á đợt này sẽ nhiều hơn một chút, là các bạn phải đăng ký kênh và chia sẻ video giùm mình nha. Đó, yêu cầu là các bạn phải đăng ký kênh, chia sẻ video là các bạn có thể tham gia. Đó, dự đoán hai số bất kỳ để trùng với cái số đầu của đài thành phố Hồ Chí Minh ha, là các bạn sẽ thắng giải. Những bạn nào tham gia mà không không thực hiện được những cái bước mình nói á, coi như là không đăng ký mà không chia sẻ video á, thì coi như là không hợp lệ nha, mình cũng không trao giải nữa nha. Đó. Đợt trước mình làm á, làm event lần trước á thì có nhiều bạn đã chọn số rồi, rồi thêm một hai ngày sau lại chọn tiếp số khác. Đó. Thì những trường hợp như vậy mình cũng xem là phạm luật nha. Các bạn chỉ được phép chọn một số thôi, chỉ được phép chọn một số thôi. Mình nhìn tên là mình biết ha. Mình kiểm tra là mình có thể mình biết hết á, mình thấy hết á. Những bạn nào mà chọn hai số là coi như là phạm luật nha, là cho dù có trúng mình cũng không trao giải nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Rồi, đơn giản vậy thôi. Về kết quả thì mình sẽ công bố vào ngày Chủ nhật trên trang Facebook cá nhân của mình nha. Các bạn nhớ theo dõi trang Facebook cá nhân để biết mình có trúng thưởng hay không nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Phần quà quá tuyệt vời nha. Quá trời quà luôn nha các bạn. À, quá trời quà luôn nha. Ok nha. Chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ bên gia đình.
và người thân, bạn bè. Có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời với đam mê của mình ha. Cảm ơn các bạn nha. Chúc mừng năm mới. Happy New Year.